Rồi em chào cả nhà. Ngày hôm nay kết phiên ngày 24 tháng 7 năm 2023 thì em cũng làm một cái video với cái nội dung như sau. Phần thứ nhất là em muốn nói đến VN Index thì hiện tại VN Index đang đi vào cái vùng nóng và khá rủi ro nha mọi người nhé. Vùng này là ở cái vùng biên 1180 đến 1200. Và thứ hai là cái nhóm đầu tư công hôm nay dậy sóng. Tuy nhiên cái nhóm ngành đầu tư công ấy thì ngày hôm nay nó có nhiều những cái sắc thái khác nhau trái chiều nha mọi người nhá. Đầu tiên là cổ phiếu VCG ngày hôm nay nó tăng trần, nhưng ở cái chiều ngược lại thì cổ phiếu CTD, một cổ phiếu leader đã tăng từ tháng 3 đến bây giờ là tăng trên 100% rồi, nhưng hôm nay cổ phiếu ấy bất ngờ giảm sàn nha mọi người nhá. Vậy là chúng ta có thể thấy đấy là thị trường đang có những cái lý do riêng của mình. Thị trường đang có sự phân hóa rõ ràng. Những cái cổ phiếu chưa tăng có thể sẽ tăng tiếp trong cái nhịp tới, nhưng những cái cổ phiếu đã tăng nhiều rồi rất có thể là sẽ điều chỉnh mạnh nha mọi người nhá. Đấy. Và cái phần thứ hai là cổ phiếu penny hôm nay bắt đầu dậy sóng. Và thị trường thì đang ở đâu? Những cái cổ phiếu penny như ITA, LDG, AAV, Sen, Đức Long Gia Lai, HNG, rồi AMV, rồi MBG. Và cái ý cuối cùng em muốn nói với mọi người là lịch sử đã chứng minh rồi, cái vùng giá 1200 này là một vùng thường có cái biến động rất là lớn nha mọi người nhá. Về cái phần tâm lý và cái phần trên biểu đồ thì năm 2007 và năm 2018 thị trường đều tạo hai cái đỉnh chạy nước rút rất lớn ở vùng 1200. Và năm 2021 thì thị trường cũng đã điều chỉnh hơn 200 điểm khi quay trở lại cái vùng giá 1200 này nha mọi người nhá. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đi tổng quan về thị trường ngày hôm nay, và lát nữa em sẽ biểu diễn tất cả những cái ý này ở trên biểu đồ để cho mọi người nghe, mọi người xem và mọi người hiểu nha mọi người nhá. Rồi. Vào cái phần tổng quan thị trường ngày hôm nay, thị trường ngày hôm nay VN Index tăng 4,82 điểm nha mọi người nhá. Với cái khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay là hơn 1 tỷ cổ phiếu. Giá trị giao dịch là hơn 20.000 tỷ. Ngày hôm nay vì sao cái khối lượng giao dịch lại lớn như vậy? Bởi vì mọi người có thể thấy cảm giác ngày hôm nay chính là dòng tiền đang xoay từ các cổ phiếu vốn hóa mid cap và VN30 xoay chuyển nhiều sang cái nhóm ngành penny và cổ phiếu vốn hóa nhỏ nha mọi người nhá. Ngày hôm nay thì em để ý là những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ giao dịch rất là sôi động. Có những cái cổ phiếu như là ITA này, cổ phiếu Đức Long Gia Lai này, cổ phiếu HNG này, cổ phiếu MBG này. Đấy, nói chung là ngày hôm nay là khởi đầu của một con sóng penny. Sóng penny thì thông thường nó không bao giờ nó kéo dài đâu nha mọi người nhá. Ở cái vùng đỉnh thị trường, khi thị trường cân bằng phía trên và các cổ phiếu vốn hóa lớn chững lại thì dòng tiền sẽ xoay tuyển từ cái cổ phiếu vốn hóa lớn để chuyển sang đánh một nhịp ở cái nhóm cổ phiếu penny nha mọi người nhá. Cho nên cái nhịp này là cái nhịp sóng của cổ phiếu penny, ai nhanh tay lẹ mắt thì mới tham gia lướt được nha mọi người nhá. Còn không thì mọi người cũng hạn chế tham gia. Bởi vì sao? Mùa báo cáo tài chính chính là cái mùa mà cổ phiếu penny kéo lên rồi lại bị vùi dập xuống. Bởi vì sao? Penny bản chất nó vẫn là penny, nó không có những cái yếu tố cơ bản mạnh để đỡ được cái nội tại của nó nha mọi người nhá, mà nó chỉ là một cái dòng tiền đầu cơ gọi là cháo nóng húp xoay vòng nha mọi người nhá. Đấy. Cho nên là chúng ta phải quan tâm kỹ cái điều này để chúng ta nhận định ra rằng mình có nên tham gia cái sóng penny ngắn này không, hay là mình tiếp tục nắm giữ với một cái lượng cổ phiếu vừa phải và một cái lượng tiền mặt để tránh thị trường xảy ra những cú điều chỉnh mạnh thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội. Đấy chính là những cái khoản tiền mặt mà chúng ta đang nắm giữ, chúng ta sẽ tham gia ở cái những cái nhịp mà thị trường điều chỉnh nha mọi người nhá. Rồi, ngày hôm nay cái khối lượng giao dịch của khối ngoại thì khối ngoại ngày hôm nay người ta bán dòng những 330 tỷ nha mọi người nhá. Để em xem danh mục khối ngoại hôm nay người ta bán dòng những cái cổ phiếu nào. Nước ngoài ngày hôm nay thì họ bán dòng MSB, bán dòng Vietcombank, bán dòng SSI, bán dòng Nam Long. Và ở chiều ngược lại họ mua dòng một chút VIB, KDH và Vinhome nha mọi người nhá. Rồi, bây giờ về cái dữ liệu tự doanh trong ngày hôm qua thì ngày hôm qua tự doanh mua dòng 87 tỷ. Nói chung ngày mấy ngày gần đây tự doanh đều mua dòng nhưng đều không đáng kể. Chỉ có phiên ra mua dòng mạnh nhất là cái phiên ngày 20 tháng 7 là tự doanh mua dòng khá là mạnh nha mọi người nhá.
Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi trên biểu đồ. Về cái ý thứ nhất trong cái video ngày hôm nay, em muốn nói với mọi người là em cũng sẽ biểu diễn ở trên biểu đồ cho mọi người xem. Có nghĩa là VN Index nó đã đi vào vùng nóng, vùng rủi ro tăng cao. Vì sao em lại nói như thế? Bởi vì chính là quá khứ, lịch sử nó đã từng xảy ra. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây chính là cái biểu đồ tháng của VN Index. Khi tiến về vùng 1200 thì năm 2007, VN Index đã có một cú giảm từ 1200 về 273 điểm. Thì mọi người biết nó giảm bao nhiêu? Nó giảm lên đến 90%. Đấy. Cho nên cái vùng 1200 này nó là một cái vùng cản tâm lý rất là lớn với tất cả những cái nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn ở trên thị trường nha mọi người nhá. Nếu cổ phiếu đi về cái vùng 1200 này, mọi người sẽ có cái xu hướng chốt lời. Mà bản chất thị trường tăng giảm giá là do cung cầu. Khi cung nhiều cầu ít thì giá giảm, mà cầu nhiều cung ít thì tự nhiên giá tăng nha mọi người nhá. Đây chính là cái vùng đỉnh giá của 2018 ở ngày 30 tháng 3 nha mọi người nhá. Ngày 30 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4 là thị trường đã tạo một cái đỉnh lớn năm 2018. Và sau đó nó sideways downtrend trong vòng 2 năm, cũng là ở cái vùng đỉnh giá 1200 này. Và đến cái ý cuối cùng là cái năm 2021 nha mọi người nhá. Em bật cái biểu đồ tuần lên cho mọi người thấy rõ này. Đây này, năm 2021 trong một cái cơn đại sóng rất là lớn như vậy, tuy nhiên thị trường vẫn có một cú điều chỉnh rất là mạnh khi chỉ số về đến vùng 1200. Đây mọi người thấy không? Đây, chỉ số về đến vùng 1200 và nó đã có một cú điều chỉnh từ 1203 về đến vùng 999, tức là khoảng hơn 200 điểm nha mọi người nhé. Và cái cú điều chỉnh này đã diễn ra trong vòng 2 tuần. Chính vì thế mọi người cũng không được chủ quan trong cái nhịp này. Mặc dù thị trường đã có cái động lực tăng giá liên tục trong các tuần với những cái cây vôn xanh rất là mạnh, nhưng ở cái vùng 1200 này thị trường rất dễ có thể sẽ có những cái cú pullback hoặc những cái cú rũ bỏ nha mọi người nhá. Nếu thị trường chỉ cần điều chỉnh từ 30 đến 50 điểm thôi là những cái cổ phiếu mà các anh chị em mới mua trong một vài phiên gần đây, mọi người có thể rơi vào những cái trạng thái cắt lỗ trên 8% ngay lập tức. Đấy, đấy là cái điều mọi người luôn luôn phải cân nhắc. Luôn luôn phải cân nhắc trước khi mà mình đưa ra một cái quyết định đầu tư, mình muốn mua đuổi một cái cổ phiếu nào cho mọi người nhá. Rồi, đấy là cái về cái phần mà em muốn nói với mọi người trong cái ngày, cái phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà thị trường nó tiến dần về đến cái vùng giá 1200 nhá mọi người nhá. Đấy, đấy là cái mình phải hết sức lưu ý. Ngày hôm nay thì thị trường cũng đã tạo một cây nến doji. Có nghĩa là gì? Có nghĩa chính là thị trường ngày hôm nay giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa nha mọi người nhá. Đầu phiên giá mở cửa chính là một cái gap khoảng tầm hơn 5 điểm. Và cuối phiên nó đóng, nó chỉ tăng được 4,81 điểm thôi. Nó tạo một cây nến doji thân ngắn, nhỏ và có giá đóng cửa không có ở vùng trên cao nhất nha mọi người nhá. Với cái khối lượng tăng mạnh như ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay dòng tiền nó đang xoay chuyển từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đổ vào nhóm cổ phiếu penny. Ở đây em đã lọc qua cái code này của em là cho em biết những cái cổ phiếu nào trong ngày hôm nay có dấu hiệu sắp bùng nổ. Thì mọi người thấy này, đa số là những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ như AAV này, AMV này, APH này, BCG này, C47 này, Sen này. Đấy mọi người thấy không? Toàn là những cái cổ phiếu penny thôi, VIG này, VOS này. Đấy, cho nên là em biết được ngày hôm nay dòng tiền nó đang xoay chuyển sang cái nhóm penny nha mọi người nhá. Thì trước mắt 1-2 phiên tới, nếu thị trường tiếp tục dao động ở vùng trên cao cận đỉnh, sát cái vùng 1200 này, mà nó giữ ở vùng trên cao này thì có thể nó sẽ xảy ra một cái sóng penny từ 3 đến 5 phiên nha mọi người nhá. Mọi người chú ý là như vậy. Nhưng ai nhanh tay lẹ mắt và là người có kỹ thuật đã giao dịch nhiều trong cái thị trường chứng khoán này rồi thì mọi người mới nên tham gia. Còn lại anh chị em nào mà đã chốt lời một nửa rồi, ở trong cái room của em là em đã cho mọi người chốt lời 50% tỷ lệ tài khoản rồi, bây giờ mọi người chỉ còn nắm giữ 50% cổ phiếu thôi, thì
mọi người không có thời gian canh bảng, mọi người không có cái thời gian tham gia những cái cổ phiếu nóng này, thì tốt nhất mọi người cứ ngồi im chờ đợi. Em nghĩ rằng cái nhịp điều chỉnh nó sẽ đến ngay thôi. Không nhanh thì cũng chậm, mà không chậm thì nhanh. Chỉ 3 đến 5 phiên nữa là tối đa nha mọi người nhá. Nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh tính bằng tuần. Và chỉ số hoàn toàn có thể điều chỉnh về những cái mức, những cái mốc 1170 này và 1150 nha mọi người nhá. Và xấu nhất nó có thể test lại cái vùng đỉnh cũ là 1139. Đấy, cho nên mọi người hết sức cẩn thận ở cái giai đoạn này cho em nhá. Ngày hôm nay có nhóm ngành đầu tư công. Nhóm này thì có cổ phiếu VCG. Hôm nay nó có lình xình cái tin tức là trúng thầu cái dự án nhà ga sân bay Long Thành và nó được đánh trần. Thì trong cái thông tin này nó có hai nhóm đấu thầu nha mọi người nhá. Hai nhóm đấu thầu. VCG. Đấy, mọi người nhìn này, đây sẽ là trái chiều diễn biến cổ phiếu hai nhóm đấu thầu. Thì bộ đôi CTD và HBC là một bên tham gia đấu thầu, và một bộ đôi là VCG, CCC, VHC, HAN đồng loạt tăng trần, chính là một bên đấu thầu thứ hai. Vậy trên cái biểu đồ giá ngày hôm nay chúng ta có thể biết được kết quả khả năng rất là cao là cái nhóm VCG này đã trúng thầu cái dự án sân bay Long Thành nha mọi người nhá. Và cái bộ đôi CTD và HBC này khả năng ngày hôm nay nó giảm sàn cũng chính là vì nó bị thất bại trong cái lần đấu thầu này mọi người nhá. Đây, ngay lập tức là có tin ở trên cà phê ép luôn này mọi người này. Thị trường chứng khoán phiên ngày 24 tháng 7 ghi nhận diễn biến trái chiều tại các nhóm cổ phiếu xây dựng, cổ phiếu VCG thì tăng trần và chiều ngược lại cổ phiếu CTD tạo đỉnh. Em nói với mọi người này, cổ phiếu CTD tạo đỉnh nó cũng là điều hết sức bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì trên biểu đồ kỹ thuật mọi người có thể thấy cổ phiếu CTD này nó đã tăng giá đến hơn 100% giá trị của nó rồi. Nên cái việc nó có trúng thầu hay không thì cũng chỉ là một cái lý do để cho các tổ chức nó phân phối hàng thôi mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi một cổ phiếu mà tăng 100% từ vùng đáy rồi thì chẳng có cái lý do gì mà những cái người người ta có lãi đến 100% cổ phiếu người ta lại không bán ra cả. Đấy, cho nên là tiện cùng với cái lý do ngày hôm nay nó bị xả mạnh chính là cổ phiếu CTD nha mọi người nhá. Rồi ở chiều trái ngược thì sao? Cổ phiếu VCG thì trong những cái nhịp này, lần trước em đã phân tích với mọi người cổ phiếu VCG này có, nó có một nhịp đi lên rất giống với cổ phiếu VND nha mọi người nhá. Đây nè, VCG mọi người nhìn thấy form mẫu hình không? Em vẽ sẵn form mẫu hình. Mẫu hình này chính là mẫu hình VCP với 3 vòng biên độ thu hẹp. Cổ phiếu vượt đỉnh vào ngày 20 tháng 6 và nó tiếp tục tăng từ vùng giá 20 đến vùng giá 25. Đến bây giờ nó tăng 25% rồi nha mọi người nhá. Đấy, nên là mọi người thấy rằng tất cả những cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó đi lên nó đều có những cái form tích lũy như nhau. Đây chính là cổ phiếu VND, cũng là một form VCP biên độ thu hẹp và tăng một nhịp hơn 30%. Sau đó cổ phiếu bị gãy rũ với những cái tin tức xấu từ cái nhóm trái phiếu điện gió Trung Nam nha mọi người nhá. Đấy, thì VCG kịch bản là gì cho nó tiếp theo? Có nghĩa rằng bây giờ VCG nó đang có những cái thông tin hỗ trợ. Thì nếu anh chị em nào mà còn, chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ, nhưng với điều kiện cái điểm mua của chúng ta là phải an toàn ở cái vùng gì? Cái vùng nền dưới này nha mọi người nhá. Đây nè, đấy, đây chính là cái vùng nền. Đấy, thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn lại nếu anh chị em nào mua ở những cái vùng trên cao này thì mọi người vẫn tiếp tục gọi là chờ nó kéo dướn lên, thì mọi người tiếp tục take profit, tức là chốt lãi từng phần đi nha mọi người nhá. Bởi vì cổ phiếu tăng trần trong cái ngày có thông tin ra thì sao? Thì cũng không phải là một thông tin tốt. Hơn nữa ngày hôm nay là một cú tăng trần nhưng khối lượng thì lại không phải là cái khối lượng cao nhất nha mọi người nhá. Đấy, cho nên em nghĩ rằng cổ phiếu VCG này tuy rằng nó tăng trần nhưng ngày mai có thể nó sẽ kéo dướn một chút. Rồi khi có thông tin chính thức ra nó sẽ quay đầu điều chỉnh và xây một nền giá mới. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đang tiến về cái vùng kháng cự đỉnh cũ rất là mạnh này. Ngày hôm nay nó có một phiên breakout qua, nhưng vì yếu tố thông tin nên là cổ phiếu mà tăng trần do thông tin thì thông thường không phải là một hành động giá tốt nha mọi người nhá. Rồi em không phải là chim lợn cổ phiếu này,
Tuy nhiên mọi người có ở vùng giá bên dưới này, mọi người tiếp tục nắm giữ cho cái trend chung và dài hạn. Còn anh chị em mua ở những cái vùng lưng lửng trên này thì mọi người vẫn phải canh chốt lời dần từng phần để tránh cú pullback ngược về MA 10 ngày là chúng ta có thể rơi vào những cái vị thế mất lãi hoặc hòa vốn nha mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi tổng quan về nhóm ngành đầu tư công. Thì nhóm ngành đầu tư công có gì trong ngày hôm nay? Thì cái hiệu ứng cổ phiếu VCG đầu tư công. Đây, từ cái hiệu ứng của cổ phiếu VCG thì cả cái nhóm ngành đầu tư công đều có một dòng tiền vào tham gia, nhưng ngoài cổ phiếu VCG thì không có một cổ phiếu nào có cái sự tăng giá mạnh mẽ được. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là dòng tiền nhưng nó không phải là của toàn bộ cá mập nha mọi người nhá. Đấy, nó không có cả toàn bộ cá mập mà nó chỉ chính là một hiệu ứng bầy đàn ăn theo cổ phiếu VCG thôi. Cho nên em cho rằng cổ phiếu nhóm đầu tư công này không thật sự là mạnh, hoặc đây có thể là một cú bull trap để tạo một cái đỉnh giá ngắn hạn nha mọi người nhá. Đấy, cổ phiếu KSB tuy kéo vượt đỉnh nhưng lại đóng cửa ở phần giữa của thanh giá. Mọi người thấy không? Đấy, cho nên rằng mọi người cần phải chú ý những cái người mua ở trong phiên ngày hôm nay. T cộng 3 về chưa chắc mọi người đã lời đâu. Nhiều khi mọi người sẽ phải cắt lỗ đấy. DHA cũng tương tự, CTI cũng tương tự, FCN cũng tương tự luôn, C4G cũng vậy, G36 cũng thế nha mọi người nha. CTD thì gãy rồi, HBC cũng bị gãy do yếu tố thông tin. TV2 thì ngày hôm nay cũng không, TV2 thì nó thuộc cái nhóm ngành điện nhiều hơn. PC1 được, PLC cũng không được, vôn rất là lớn nhưng giá đóng cửa không có kịch trần. Rồi, mọi người có thể thấy tất cả rồi đúng không? Thì bây giờ cái ý đầu tiên là em vừa nói với mọi người rồi. VN Index đi vào vùng nóng, rủi ro tăng cao, đầu tư công dậy sóng nhưng leader thì lại phân hóa rõ ràng. Nha mọi người nhá, nên mọi người cần phải chú ý, đừng có tham gia FOMO. Rồi đến cái phần thứ hai. Phần này nói chung có thể gọi một câu nóng là dòng tiền đang đổ vào nhóm cổ phiếu penny trong cái phiên ngày hôm nay nha mọi người nhá. Thì chúng ta có thể phân tích qua một vài cổ phiếu penny, nhưng đây không phải là một lời khuyến nghị đầu tư của em nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là với một cái người đầu tư với cái NAV cũng khá lớn như em thì cái việc tham gia cổ phiếu penny đối với em chỉ là mua 5-7 nghìn này, như em mua cổ phiếu AMV này, cổ phiếu AAA này. Đấy là những cái cổ phiếu cũng thuộc hệ giáp penny, mua 5-7 nghìn vui chơi có thưởng thôi, chứ còn không khuyến nghị mọi người đầu tư nhiều vào cổ phiếu penny này, tối đa 10% NAV nha mọi người nhá. Đây, tài khoản của em có tổng NAV là 2.6 tỷ, và bây giờ thực chất em chỉ giữ lại cổ phiếu VND và Đạt Phương, còn lại là em đã cho đi hết rồi. Còn mấy em penny này thì cũng là mua ngắn hạn thôi, lướt sóng T3, T5, T7 mà kiếm được 5-7-10% là em cũng đá đít hết nha mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích qua một số cổ phiếu penny. Thứ nhất là cổ phiếu AAV. AAV ngày hôm nay chính là một phiên điểm mua pocket pivot. Cổ phiếu này cũng có một mẫu hình tích lũy khá là đẹp, mọi người có thể thấy không? Đây chính là một mẫu hình tích lũy. Mẫu hình này chính là mẫu hình lòng chảo, và sau đó cổ phiếu vượt đỉnh, quay lại gãy rũ. Đây chính là mẫu hình DRS này mọi người này, đi lên. Pha này là pha A, pha đi lên. Pha thứ hai là pha rũ bỏ. Rũ bỏ. Đấy, đây chính là cái điểm rũ bỏ. Hồi phục. Và cái pha này chính là pha test lại. Ngày hôm nay là một phiên dòng tiền của cổ phiếu AAV, cho nên là mọi người chú ý, nếu mà đánh một nhịp ngắn hạn thì mọi người có thể tham gia cổ phiếu AAV này trong cái phiên buổi sáng sớm ngày mai. Mọi người lưu ý là giai đoạn này mọi người đầu tư cổ phiếu penny thì mọi người không được sử dụng quá 10% NAV. Và cái thứ hai, T3, T5 về nếu sai cắt lỗ ngay lập tức, không nắm giữ, không vô tình lướt sóng thành cổ đông nha mọi người nha. Rồi tiếp theo đến cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu AMV. Cổ phiếu AMV này ngày hôm trước em cũng có phân tích trong cái room khách hàng. Thì cổ phiếu này cũng tạo mẫu hình 3 lần thu hẹp đúng như VCP. Tuy nhiên đấy là về mặt mẫu hình nha mọi người nha. Cái cổ phiếu mà nó có vốn hóa dưới 1.000 tỷ thì trong sách đầu tư chứng khoán, cuốn đấy là cuốn gì của anh Thái Phạm nhỉ? Em lại quên rồi. À, cuốn làm giàu từ chứng khoán. Thì
William O'Neil có nói tất cả những cái cổ phiếu vốn hóa lớn, cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì sẽ không áp dụng các mẫu hình và biểu đồ như là những cổ phiếu tăng trưởng nha mọi người nhá. Tuy nhiên ở cái thị trường Việt Nam thì những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ nó cũng tuân theo cung cầu nha mọi người nhá. Đây này, đi lên giá tăng vốn tăng, nó tuân theo cung cầu nha, nên là chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta cũng vin vào những cái mẫu hình đó để chúng ta đầu tư được nha mọi người nhá. Đầu tư chúng ta lướt lát thôi. Đây, em sẽ vẽ cho mọi người thấy khi cổ phiếu hồi phục từ đáy này, khối lượng tăng, cổ phiếu gãy lại này, giảm này, khối lượng giảm này. Đây chính là hành động gì? Đây chính là hành động tích lũy của cổ phiếu. Khi mà đội lái, khi mà nó đẩy tăng giá thì nó tham gia mua gom, nhưng khi nó rũ bỏ thì sao? Không có khối lượng bán ra thì cái lượng hàng mua gom nó đâu rồi? Đội lái nó đã mua gom ở những cái vùng trên cao này và vùng dưới thấp này, nó cất vào kho rồi và nó lại rũ bỏ tiếp. Đến khi không còn cái gì thì bắt đầu là nó tăng. Mọi người thấy không? Khi mà về lại cái vùng đỉnh cũ đấy thì rõ ràng là khối lượng tăng rất mạnh. Tuy nhiên sao? Cái nền giá này nó còn bị ngắn, có nghĩa là đội lái nó chưa gom đủ hàng. Bố mày chưa gom đủ hàng thì khi về lại đỉnh cũ bố mày lại rũ tiếp cho chúng mày chết. Thế là anh em nhỏ lẻ tham gia ở những cái cây này bị cắt lỗ nha mọi người nha. Đấy, rơi vào những cái vị thế cắt lỗ khi cổ phiếu bị rũ về đáy, nó lại cạn kiệt khối lượng, và khi nó đi lên thì mọi người thấy không? Đấy, khối lượng lại tăng. Những cái cây vôn xanh mọi người nhìn này đấy. Ai tham gia ở những cây vôn xanh này? Những cái cây vôn xanh đến 8 đến 10 triệu cổ phiếu này, nhỏ lẻ nào mà mua được? Đây chính là dấu chân dòng tiền của tổ chức cá mập Big Boy, nó mua gom rồi sao? Mọi người thấy không? Cái vòng đầu tiên nó rũ bỏ thì nó còn biến động lớn, đúng không? Cái vòng thứ hai nó biến động hẹp dần, đúng không? Có phải là cái mẫu hình VCB không? Mắt khăn không? Lần đầu tiên nhiều nước, lần thứ hai ít nước, đúng không? Rồi đến lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì cạn kiệt nước rồi, đúng không? Thì nó biến động nhỏ lại, đúng không? Rồi bắt đầu vượt đỉnh, đúng không? Đấy, lùi lại, test lại cái vùng kháng cự thành hỗ trợ, đúng không mọi người? Đấy, tạo thành một cái lồng chảo, đúng cái hình tay cầm, đúng không? Và sao? Và khả năng là sẽ có một nhịp tăng vượt qua cái đỉnh này nha mọi người nhá. Đấy, nên mọi người chú ý. Tuy nhiên mọi người nhớ rằng đây là một bài phân tích của em về nhóm Penny, chứ không phải là một lời khuyên đầu tư. Thuần theo phân tích kỹ thuật và theo cung cầu của cổ phiếu nha mọi người nhá. Nên mọi người mà có tham gia đầu tư, mọi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái quyết định đầu tư của mình. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ phiếu penny là những cái cổ phiếu nó không có cơ bản. Cho nên khi mà thị trường rơi gãy sập, nó sẽ rơi như một viên sỏi, như một hòn tuyết lăn. Mọi người tham gia mà mọi người lại bảo là chúng tôi đầu tư dài hạn trên cái cổ phiếu penny này là mọi người chỉ có chết thôi nhá mọi người nhá. Cho nên là đúng thì được là ăn ngay, còn không thua thì phải cắt lỗ ngay, rút. Mọi người nhớ nhá. Rồi em cảm ơn mọi người. Bây giờ tiếp theo đến cổ phiếu thứ 3 chính là cổ phiếu gì? Cổ phiếu thứ 3 chính là cổ phiếu ITA. Cổ phiếu ITA ngày hôm nay chính là một phiên điểm mua sớm của mẫu hình gì? Mẫu hình này chính là cái mẫu hình gãy rũ hai đáy nha mọi người nha. Mọi người nhìn thấy không? Đây chính là cái mẫu hình gãy rũ hai đáy này. Cái form này em đã chỉ cho mọi người rất là nhiều lần rồi. Nó là cái form lặp đi lặp lại, cái form gãy rũ này thôi chứ không có cái gì mới cả. Này, đi lên này vào vùng quá mua này, RSI cao này, tạo lại 3 phân kỳ, 3 đỉnh nha mọi người thấy không? Đấy, phân kỳ tam đoạn rồi, bắt đầu điều chỉnh, nhịp 1, nhịp 2, tạo đáy thứ hai đúng không? Hồi phục, test lại. Đấy, mọi người thấy trên phân kỳ RSI thấy thành hai cái đáy chưa? Đấy. Phiên ngày hôm nay chính là một phiên breakout qua. Một đáy này, hai đáy này, mọi người thấy chưa? Đúng không? Cái phiên ngày là ngay hôm nay là cái phiên điểm mua đấy. Là cái phiên điểm mua sớm của cổ phiếu ITA này đấy. Cho nên là hôm nay mà anh chị em nào tham gia mua là cũng được. Ngày mai nếu anh chị em nào máu vẫn có thể tham gia được. MACD nó cũng có cái tín hiệu là đường xanh cắt lên đường đỏ rồi. RSI góc lên rồi. Tuy nhiên khi mà gặp cái đỉnh cũ này thì mọi người phải chú ý chốt lời nha mọi người nhá. Ngắn hạn nha, phắn thôi. Rồi. Tiếp đến là cổ phiếu gì? Cổ phiếu này là cổ phiếu LDG. LDG cũng là một cái cổ phiếu mà trong Zoom hôm trước em cho mọi người mua này. Đấy,
mọi người trong cái nhóm của em là ngày hôm trước em nói là khả năng sắp tới sẽ có một cái sóng penny, thì ngày hôm nay là cũng bắt đầu LDG, mọi người thấy chưa? Đây này, có mấy con penny nhịp này em nhìn nó rất là dễ đánh, cả nhà đánh vài ngàn tham gia cho đỡ buồn, chờ cái ngày phép họp xong. Đấy, thứ nhất là AMV này, đây này mọi người này, ngày 21 tháng 7 này, đấy có nghĩa là vào ngày thứ 6 tuần trước em đã cho mọi người tham gia rồi cái nhóm cổ phiếu penny này rồi. Đấy, thì mọi người tham gia cái cổ phiếu penny này đánh một nhịp ngắn thôi, thì chúng ta tham gia một cái nhịp ngắn cho dù có rủi ro thì cũng không bao nhiêu, nhưng mà có lời ngắn hạn thì chúng ta cũng chốt luôn. Đấy, cho những con như là AMV này, LDG này, TDC này, MBG này, AAA này, thì hôm nay toàn đồng loạt là nó tăng hết rồi. Nãy em xem hết một lượt là nó tăng hết rồi. Bây giờ chúng ta phân tích lại một chút. LDG, LDG thì mẫu hình cổ phiếu nó cũng không có cái gì khác so với cổ phiếu AMV, LDG. Đấy, nó cũng tương tự như AMV nha mọi người nha. Nhưng mà LDG sao? LBG này nó đã vượt qua cái đỉnh giá này rồi này. Đấy, LDG là cái con cổ phiếu nó cũng mang tính đầu cơ cao. Cổ phiếu này bản chất vừa rồi nó có cái thông tin là nó không họp được cổ đông. Bởi vì sao? Bởi vì chính là lãnh đạo bây giờ họ xả hết cổ phiếu ở trên vùng cao rồi, họ đâu còn cầm đủ cái lượng cổ phiếu để họp cổ đông đâu. Bây giờ muốn họp được cổ đông thì tối đa lãnh đạo phải nắm 50% cổ phiếu. Và đây cơ, ông bán hết, các ông phân phối hết ở cái nhịp trên này cho này mọi người này. Đấy, bánh dốc dựng đứng lên xong phân phối hết trên này rồi, bây giờ không gom lại được thì khỏi họp cổ đông luôn. Đấy, nên là khả năng là nhịp này đánh sẽ đánh về cái vùng 6.6 trước, sau đó là sẽ có nhịp nghỉ nha mọi người nhá. Đấy, cho nên là anh chị em nào đã tham gia từ cái vùng 5.3 này rồi thì mọi người nhớ cái vùng 6.6 mọi người chốt lời ngắn hạn rồi tạm nghỉ nhá mọi người nhá. Rồi tiếp đến là cổ phiếu Sen, LDGAV Sen và Đức Long Gia Lai Sen. Đấy, Sen hôm nay cũng có điểm mua pocket pivot. Mẫu hình này chính là mẫu hình hai nền. Nền giá thứ nhất Fan Sen có nền giá thứ nhất này, có một nhịp tăng vượt đỉnh này, gãy rũ lại tạo nền giá thứ hai và bật tăng. Thì ngày hôm nay mọi người có thể tham gia lấy được ở cái vùng giá 7 đến 7.1 nha mọi người nhá. Ngày mai mọi người lấy cũng vẫn được, đánh một cái nhịp ngắn có thể cổ phiếu Sen này nó sẽ có một nhịp đầu cơ về được cái vùng giá 9 thì quá đẹp luôn, làm khoảng tầm 25% thì cũng êm. Đánh 5-10.000 thì cũng gọi là 5-7-35 cũng gọi là 35 triệu, 10.000 thì là 71 triệu thì cũng được mọi người nhá. Rồi bây giờ đến cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Đức Long Gia Lai. Đức Long Gia Lai DLG. Đức Long Gia Lai thì cái mẫu hình này cũng khá giống với cả LDG mọi người này. Đấy, không khác gì LDG đâu. LDG chỉ có điều là LDG thì nó tăng vượt đỉnh trước rồi. Đấy mọi người thấy không? Form y chang luôn này. Đấy, cái form vượt đỉnh, rũ lại, test rồi vượt. Thôi Đức Long Gia Lai thì chắc nó cũng sẽ vượt đỉnh này thôi. Đấy, còn kháng cự gần của Đức Long Gia Lai thì ở cái vùng 3.5 thì hôm nay nó 3.17 rồi thì nó còn khoảng 10% nữa. Còn nếu mà nắm giữ lì thì cũng không biết được, bởi vì con này nhiều khi nó đánh hẳn về 4.6 này. 4.6 thì ở vùng kháng cự bên trên này thì từ 3.1 mà lên 4.6 thì mọi người cũng có thể kiếm được hơn 40% nữa, đâu ít đâu nhỉ. Rồi đấy, đấy là cổ phiếu Đức Long Gia Lai. Phiên hôm nay cũng là cái phiên điểm mua pocket pivot bật lên từ MA 10 ngày nha mọi người nhá. Tiếp đến là cổ phiếu HNG. HNG, HNG hôm nay cũng là một điểm mua pocket pivot bật lên từ MA 10 ngày. Cổ phiếu này thì là nổ lên từ vùng dưới, cho nên là cái nhịp đầu cơ này có thể sẽ kết thúc ở cái vùng giá 4.4 này. Có nghĩa là mục tiêu của mọi người nếu đánh ở cái vùng này 4 chấm thì 4.4 thì mọi người có thể được khoảng tầm hơn 10%, nên là mọi người cũng có thể tham gia được. Còn cắt lỗ khi nó gãy luôn ở cái vùng giá 4 chấm này là chúng ta cắt lỗ luôn. Đây, khi mà nó thủng luôn cái vùng MA 50 ngày là 3.9 này thì chúng ta cắt nha mọi người nhá. Rồi đến cái nhịp cổ phiếu cuối cùng, đấy là chính là cổ phiếu MBG. AMV thì nãy nói rồi, bây giờ nói cổ phiếu MBG một chút. MBG cũng là cái cổ phiếu em khuyến nghị trong Zoom cho anh chị em mua.
ngày hôm trước thì hôm nay nó cũng có một cái mức tăng khá là tốt với cái mức tăng 5%. Thì ngày hôm nay chắc chắn anh chị em nào mua ở cây hôm qua hoặc là cây ngày hôm kia thì mọi người cũng đã có cái mức lời khoảng tầm 6% rồi. Tuy nhiên thì cổ phiếu này nó có một cái kháng cự vùng 6.5 nha mọi người nhá. Cho nên nếu cái vùng về được cái vùng 6.5 này trong ngày mai hoặc ngày mốt thì mọi người cũng có thể cân nhắc chốt lời ngắn hạn cũng được nhá. Còn ai lì hơn thì có thể giữ về cái vùng giá 7.1. Đấy. Có vậy thôi. Cổ phiếu này thì dấu ấn dòng tiền đây này mọi người này. Đấy, những cái cây vôn lớn này. Đây là những cái nhịp thu gom ở dưới vùng đáy này, cổ phiếu tạo thêm một cái nền bên trên này. Đánh vượt đỉnh. Đánh vượt đỉnh này, gãy rũ lại này và bật tăng. Bọn cổ phiếu penny này thì nói chung nó thuần theo cung cầu, thuần theo phân tích kỹ thuật, cho nên là cái form của cổ phiếu nó đánh thì nó cũng gọi là nó tích lũy thì cũng tương tự như nhau thôi mọi người ạ. Bởi vì là em cảm giác kiểu cái bọn có một bọn mà nó chuyên đánh penny này, đội của nó chắc khoảng mấy chục ông cá mập với sao, các ông ấy gom giống nhau lắm. Nhìn cái mẫu hình cổ phiếu cứ ná như nhau à, cứ nhìn một con gái là ra cả chục con à. Đấy, cho nên là nó cũng không khó để tìm ra những cái cổ phiếu penny sắp tăng đâu nha mọi người. Tuy nhiên những cái cổ phiếu penny mà mọi người mà chơi với tỷ trọng lớn là mọi người cứ cẩn thận, là mọi người có ngày mọi người cháy tài khoản với các anh ấy đấy. Bởi vì các anh ấy sẵn sàng đánh sàn tầm 10-15 cây là bình thường. Cho nên là đừng có bao giờ mà đổ nhiều vốn vào những cái cổ phiếu penny này. Trong những cái nhịp này khi mà chúng ta đang cầm nửa tiền nửa cổ thì chúng ta bỏ thêm 10%, gọi là chúng ta tham gia cái cổ phiếu penny này, vui chơi có thưởng, mà sai thì cũng cắt lỗ luôn nha mọi người nhá. Rồi bây giờ đến cái ý thứ ba, chính là lịch sử chứng minh cái vùng 1200 thường là một vùng có biến động lớn về tâm lý và giá cả. Thì ngay ở cái vùng, cái phần đầu tiên của video em đã nói với mọi người rồi. Đây, nó chính là cái phần đầu tiên này. Thì mọi người có thể thấy không? Đấy, em đưa luôn biểu đồ 5 này. Đấy, mọi người thấy chưa? Mấy lần tạo đỉnh thì nó là đều là, nó đều là ở cái vùng 1200 này cả nha mọi người, đúng không? Đấy. Này, hai đỉnh lớn của thị trường. Đỉnh lớn năm 2007, đỉnh lớn năm 2018. Và ở cái giai đoạn 2021 khi gặp lại đỉnh cũ này, nó làm một cây này mọi người nhìn thấy không? Trông vậy thôi mọi người biết cái cây này trên cái biểu đồ tháng nó giảm bao nhiêu không? Cây này nó giảm 5% và 50 điểm đấy mọi người ạ. Đấy là ở trên biểu đồ tháng đấy, còn ở trên biểu đồ tuần này, em bật biểu đồ tuần cho mọi người xem này. Đấy, 2 tuần này mọi người biết nó giảm bao nhiêu không? Từ 1000, đỉnh cao nhất là 1202 mà về điểm thấp nhất là 996, thì mọi người biết là hơn 200 điểm lại không ít đâu. Mọi người có chịu được cái cú điều chỉnh hơn 200 điểm này không? Gớm, nó vã ra cổ phiếu chắc nhiều con giảm đến 30% luôn chứ chả chơi nha mọi người nhá. Đấy, cho nên là mọi người hết sức cẩn thận. Vùng này là đừng có nóng đít nữa. Vùng này là phải gọi là chân thụt chân thò rồi, gọi chân trong chân ngoài đấy. Chỉ cầm nửa cổ phiếu, những cái con nào ngon, đẹp, có lãi lớn giữ tiếp, chấp chỉnh. Con nào mà le ngoe lãi được vài phần trăm, cổ phiếu diễn biến cũng gọi là thuộc cái loại đầu cơ, đi lên chậm chậm thì tốt nhất là sút nha mọi người nhá. Rồi, kết thúc cái video ở đây. Em xin chào mọi người. Và nếu cần tư vấn đầu tư và hỗ trợ mở tài khoản thì mọi người liên hệ với số điện thoại của em là em Cường 0936812449. Em để bên dưới video và bên dưới phần mô tả đều có nha mọi người nhá. Mọi người chú ý là nếu nghe cái phương pháp này của em mà thấy hay thì mọi người cho em xin một like, một comment, và mọi người muốn em phân tích một cái cổ phiếu nào thì mọi người có thể để lại cái bình luận dưới phần bình luận nha mọi người nhá. Thì em sẽ trả lời mọi người vào cái buổi tối hoặc ngày hôm sau. Cảm ơn mọi người.